Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Không biết là anh em có giống tôi không, nhưng mà đối với tôi ấy, thì tôi muốn cái meta này nó cứ kéo dài mãi mãi thôi anh em ạ. Một cái meta mà chơi rất đã luôn, thật sự là rất đã. Meta này cân bằng mà lại rất nhiều người lại sớ farm cái bộ Exit đấy. Thế nên là tôi lại rất là hợp với tôi khi mà tôi thích chơi mấy cái bộ bắn trưởng, thích chơi mấy cái bộ mà lại kiểu Saman ra biết thì nó rất hợp meta. Rất ít khi là phải tranh bài với người khác. Đấy là meta này thực sự là rất là sướng luôn. Chỉ thích là meta này kéo dài mãi mãi. Nhưng mà không được, chắc là meta này tôi nghĩ là 1-2 tuần rồi họ lại update thôi. Update rồi lại sẽ có những cái bộ khác có nổi lên. Chả biết thế nào đâu. Bây giờ game này thì thực sự là nó update rất là nhiều và nó rất là mau. cái lịch update thì nó rất là dày đặc, nó không như ngày trước. Ngày trước thì khoảng 1 tháng nó mới update một lần. Nhưng bây giờ thường nó sẽ là 2 tuần update một lần. Đấy nên là cũng chả có hy vọng là cái meta này nó kéo dài được lâu. Nhưng mà thôi không sao, tôi sẽ cố gắng là trong cái khoảng thời gian mà cái meta nó rất là cân bằng như này thì tôi có thể sản xuất được những cái video hay đấy để phục vụ anh em. Nó sẽ không giống như những cái meta mà nó quá là imba với những cái bộ meta để mà phải là chơi những cái bộ mà được top 1. Đấy thì meta này chơi bộ nào cũng có thể được top 1. Hai đỏ này. Ok. Ủa, ra bài này thì không biết chơi gì đây. Cũng khó nghĩ đấy. Có thể nó sẽ là gót đỏ. Chơi này có Bad Omen, đúng không? Và cũng có thể nó sẽ là... là gì? Chưa biết. chưa biết. Đầu game thì cứ vứt con gấu vào chơi tạm đã. Biết đâu ra con gấu Saman, đúng không? Nổ con gấu Saman hay gấu Metalist đều rất là ngon. Cái meta này chỉ có cái bộ Knight là yếu thôi anh em ạ. Bộ Knight tôi thấy nói chung là vẫn sùng hổ. Beat nữa. Beat thì vẫn có người chơi nhưng mà nó yếu hơn meta trước. Đấy. Còn Knight thì rõ ràng là yếu quá. Đã yếu rồi lại còn vừa mới có update xong là cái con Light Blade Light nó lại giảm sức mạnh con Light Blade Light đi, lại càng yếu. Cái bộ này bây giờ phải bắp lên. Chứ còn cứ giảm sức mạnh mãi như thế thì chắc là còn lâu nữa nó mới được chơi lại. Chả ai chơi. Úi dồi ôi. Cho hai con Echo này. Trong cái đội hình thì cũng có vẻ như là đang cần được Echo đấy. Khá yếu anh em ạ. Nhìn cái đội hình khá yếu luôn. Chưa thấy con nào lên 2 sao. Hay là Echo. Cái chính là tôi up cấp lên rồi. Tôi cũng chẳng muốn Echo. Cái meta này này, không biết là anh em có thấy là nó khó hơn những cái meta trước không? Mặc dù là nó cân bằng ấy, nhưng mà chơi leo rank nó khó hơn. Bởi vì là nó quá cân bằng. Đấy, càng cân bằng càng khó chơi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là mỗi người có một cái sở trường khác nhau. Mỗi người có một cái sự yêu thích với những cái đội hình khác nhau. Mà meta cân bằng ấy, thì trong game nó đa dạng đội hình lắm. Ai cũng có thể chơi bất cứ một cái đội hình gì mà, đúng không? Thế nên là vào trong game, nhiều khi ngày trước nếu mà một cái meta mà nó không cân bằng ấy, người ta chỉ chơi một vài bộ thôi. Ví dụ như meta Exit chẳng hạn. Chơi Exit thì rõ ràng vào trong game đánh mấy cái bộ counter Exit thì nó dễ hơn, dễ chơi hơn, nhưng bây giờ thì không thế. Bây giờ thì có quá nhiều những cái lineup ở trong một cái trận đấu. Đấy, đòi hỏi là phải chọn một cái lineup chuẩn để có thể counter được hầu hết những cái lineup ở trong game. Khó hơn rất là nhiều, đúng không? Rõ ràng là khó hơn. Nếu mà ngày trước thì chúng ta chỉ việc là counter một lineup mà nó đang gọi là rất nhiều người spam. Thì bây giờ là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chơi counter rất nhiều đội hình. Đấy. Thậm chí là mỗi round là chúng ta còn phải thay ra thay vào. Để mỗi một round là chúng ta có một cái đội hình khác nhau để counter với đối thủ. Rõ ràng là rất khó. Đấy, và cái meta này tôi nói thật với anh em là rất phù hợp với các anh em mà chơi đa dạng bài. Còn các anh em mà spam ấy, tôi đảm bảo với anh em luôn là vào cái meta này là coi như là tịt ngay, tịt ngòi ngay. Đấy. Nhiều khi là đánh nó rất là khó chịu ở cái mức rank là King 3. Khi mà cứ mãi ở mức rank King 3 không lên được Queen. Rõ ràng đúng không? Rất là khó chịu. Khi mà đánh một tháng nó vẫn cứ đứng một chỗ thôi. Nó không lên được rank luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là có thắng đâu mà lên rank. Mà nếu mà ăn một cái trận thua thì là coi như là bị trừ đi gấp đôi điểm. Đấy, cứ thắng được một trận, thua hai trận thì rõ ràng rất là khó đúng không? Nhất là mấy cái ông sờ farm đội hình. Sờ farm một cái đội hình nhưng mà chả may là tranh bài. Hay là đối thủ coi như là counter. Đấy, hoặc là bài không ra. Thì là xuống hố.
Đấy, cái meta nó khó như thế. Nhưng mà càng khó lại càng thích chơi anh em ạ. Khó thì cái chiến thắng nó mới quý. Đấy, đánh mãi mới được một trận thắng thì cái trận thắng đấy chắc là vui cả ngày. Như tôi làm mãi mới được một cái clip đúng không? Thì rõ ràng làm xong clip là rất vui. Đấy, rất vui. Càng ngày hôm đấy là vui rồi. Rồi, để xem nào. Trận này chơi cái gì nhỉ? Thực ra mình thông thạo mà. Mình là cái người con người thông thạo. Mình chơi cái gì mà chả ok đúng không? Cái vấn đề là chọn cái gì cho nó dễ dàng thôi. Để xem vào trận này chơi cái gì cho nó ok perfect. Đấy nhá, đấy là da già đấy nhá. Đây nó là da già đấy nhá anh em nhá. Đấy, da già thì rõ ràng là đây là một cái sự lựa chọn cho tôi rồi. Đấy, già trận này thì có thể chơi mết được không? Chơi mết thì cũng được. Lý do là tại làm sao là chơi mết được là bởi vì là có con rớt. Đấy, có con rớt là một này. Thứ hai là gì? Có con khan. Nhưng mà cái bộ truyền thuyết ấy, nó còn có một con nữa mà chúng ta phải hết sức là thận trọng khi mà chơi mết. Đấy chính là con Tsunami. Đối thủ có thể kẹp 6 cá. Đấy. Chính vì cái việc là đối thủ kẹp 6 cá nên là cái đội hình mết chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn cho nó hợp lý. À, mết 5 rồng thì sao? Mết 5 rồng thì tôi nghĩ là thôi coi như bỏ luôn. Let game thế nào cũng phải chuyển. Đấy, chơi mết 5 rồng thì let game thế nào cũng phải chuyển. Bởi vì trận đấu nó có 6 cá. Let game mà chơi mết 5 rồng không bao giờ được top 1 anh em nhá. Trận này lại không có chúa quỷ này. Đấy, thế nên là gì? Không chọn được con đường 5 rồng. Chơi mết 5 rồng chuyển sang ngũ long hóa hình thì mới được nha anh em nhá. Còn nếu không có ngũ long hóa hình ấy thì rõ ràng là trận đấu này chúng ta không nên chọn cái bộ 5 rồng. Bởi vì làm sao counter bởi 6 cá rồi. Thế nên chúng ta sẽ hướng đến những cái bộ khác. Biết đâu cái con già này nó chỉ là một cái con già qua đường, đúng không anh em? Bỏ này đi. Rồi ok. Cho thêm con rồng vào có 3 human cái đã này. Mỗi rào có thêm một quyển sách. Thế ok rồi. Hay quá, bắp được cái cho cái skill của con Heaven Bomber bắn được 2 lần tên lửa. Cắt chuỗi luôn như gì nữa. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Ba mét này. Chưa biết chơi gì luôn ạ. Trận này chơi đỏ cũng ngon nhá. Chơi đỏ ngon đấy. Đỏ và Saman đều rất ngon. Saman thì đẩy ở giữa game, late game chuyển sang đỏ cũng được. Để tôi tính thế nào. Thường thì nếu mà trên mết mà gặp 6 cá thường chuyển sang đỏ. Máu trâu. Ăn phản của 6 cá nó không ngại lắm. Đấy. Nhiều khi chơi đỏ chỉ cần cái con rớt gậy xanh thôi mà. Giật phát bay màu đối thủ rồi. Rất cần có cái gậy xanh là xong, giải quyết được hết vấn đề. Bây giờ chơi mết cũng ngon là bởi vì có cái gậy xanh. Đấy, meta này tôi cũng rất là thích chơi mết. Cái bộ mết là cái bộ thông thạo của tôi. Tôi cực kỳ là yêu thích cái bộ này. Tất cả những cái bộ bắn trưởng tôi đều rất là thích. Đánh tay thì nhiều khi là mình cũng thông thạo, mình cũng chơi cũng hay nhưng mà mình cũng không thích chơi. Đấy, như ra cái con mua ta tôi không thèm mua mà. Không thèm mua luôn. Mặc dù là cái con đấy lên 2 sao rất là ok. Mà tôi thôi, tôi thích chơi bắn trưởng rồi anh em ạ. Trận này nhìn cái thế trận như này nhưng mà tôi nghĩ là không lên được 12 đâu. Chúng ta cố gắng chúng ta lên 11 thôi. Nên là những cái quyển sách này ấy, tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiết kiệm thôi. Không có cắn sách lên level nha anh em nhá. Chơi hết sức tiết kiệm thôi để giữ được 11 quyển sách. Tối thiểu là 11 quyển. Tối đa là 12 quyển. Thế đâu. Chỉ cần 12 quyển là được rồi. Sau đó là tôi cũng bỏ cái bộ human đi đâu. Chuyện này thấy không có khả quan lắm. Storm Sama này. Những cái trận đấu khả quan là những cái trận đấu mà ra Agali 2 sao sớm này. Hoặc là Thunder 2 sao sớm ấy. Thì mới có cửa. Nhìn thì có vẻ như là đội hình này mạnh. Nhưng mà thực ra nó lại yếu anh em ạ. Tí nữa là gần như là phải bán gần như hết cái chỗ này. Những cái con 2 sao là những cái con tí nữa sẽ phải bán đi. Thế nên là những cái con mà đang 2 sao thì thực sự là nó đang gánh ở cái giai đoạn này nhưng mà chỉ là gọi là tạm thời thôi. Tí nữa bán đi thì cái đội hình này toàn 1 sao rất yếu.
Để mà đánh được human thì chắc chắn là trong cái bộ human nó phải có một con 2 sao. Con già thì nó là gọi là perfect. Rồng thì perfect. Còn không được hai con đấy thì cũng phải có con Akali cơ. Nhà trận này nói chung là khó lắm, không được đâu. Bây giờ là round 14 rồi anh em ạ. Sau round 20 đến round 21 là gần như là không thể làm mà ăn được sắt nữa rồi. Khó lắm. Đến cái đoạn đấy là bọn Hunter rồi Exit các thứ nó đủ bộ rồi. Khỏe. Thằng này còn Unicorn 3 sao ạ. Ăn nổi không? Mất chuối nào này hả? Khó chịu nhờ. À không, chưa chắc. Chưa chắc. Cố nào. Hay. Cố nào. Cố lên. Ui được, được. Nhưng mà không được sách. Cắt được chuỗi thôi. Thế thì cũng ok. Rồng này. Cơ hội đánh được rồng 2 không? Con rồng này phải lên 2 thì mới có giá trị. Có con rồng này mà không lên được 2 thôi. Trận này không có chúa quỷ nên là cũng chả chơi được. Tôi thấy là nếu mà đánh theo kiểu Saman ấy, nó kẹp được 4 cọc vào rất là ngon đấy nhá. 4 cọc kẹp với Saman ấy. Nếu mà trong trường hợp ra là con Khan là chúng ta có thể chơi 4 Saman, 4 gót kẹp với 4 cọc. Trong trường hợp mà ra Battleman thì lại chuyển sang đỏ đó. Rớt thì nó sẽ là co chính rồi. Cái trận này hướng đến con rớt. Ok. Thế là lại có sách. Trứng này. Nó lên đập cho con rồng không nhỉ? Tôi không nghĩ là tôi đập con rồng, là con rồng mới bán đi luôn. Trận này xác định là không chơi cái bộ đấy rồi anh em ạ. Thôi tôi bán đi luôn. Xác định là lên 9, lên 8 là chơi Saman luôn anh em ạ. Đẩy cho nó nhiều. Hy vọng gặp một cái đối thủ nhẹ ký tí. Rao này là chưa được mạnh cho lắm. Có thể rao sau sẽ roll một vài cái. Ơ hay. Thằng này kiểu như là boss đấy nhở. Ơ được đấy nhở. Được đấy, được đấy. Gặp ngay thằng boss. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rao này có lên đẩy lên 9 không nhở. Bây giờ đẩy lên 9. Kẹp thêm con heo vào có 2 đỏ. Hay là mạo hiểm roll nhỉ? Roll thì hơi mạo hiểm. 34 tiền à. Tôi muốn đẩy lên 9. Nếu mà giữ được cái chuỗi này ấy, chúng ta sẽ có cái cơ hội dễ roll hơn. Roll ở 9 nó dễ ra hơn anh em ạ. Chỉ cần thắng cái round này, round nữa thôi. Cố gắng giữ chuỗi đến sau round 20 là chúng ta có tiền là chúng ta roll. Anh em nhá. Giờ tôi chưa muốn mạo hiểm. Thực ra là roll là phải hướng tới cái con rớt cơ chứ không phải con già. Round này có ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được đó. Hỏa lực rất là mạnh luôn đấy. Tầm này kéo thêm cả một con heo vào nữa nó sẽ có khả năng gọi đệ rất khỏe. Rồi, kẹp thêm đỏ vào. Thế mà không ra tôi 4 Saman nhỉ. Thiếu tận 2 con nữa cơ. Round tiếp theo gặp thằng nào đây? Vớ vẩn, round tiếp theo lại mất chuỗi. Là round 18. Còn 2 round nữa cơ. Liệu có mất chuỗi round sau không? Còn thằng Exit với thằng Mết. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Đội hình ở level 9 chả nhẽ lại thua. Exit này. Được không? Muyeta với con 1 sao tôi nghĩ vẫn ăn được. Ok. Rồi.
Round này có human luôn này. 3 human. Round sau cho 6 human vào, chúng ta kiếm được thêm 3 quyển sách nữa. Round này, nếu mà thắng round này là 8 quyển cộng với 3 quyển ở round sau chúng ta có 11 quyển. Ấy à, thế là chắc chắn lên được 11 rồi. Được đấy. Được đấy nhờ. Ok. Ui, mẹ lướt phát gần chết rồi. Ok. Được không? Ui hỏng rồi. Ui con người nước lướt đau ấy nhở. Thôi thua mất rồi, mất chuỗi luôn ạ. Thề. Con người nước lướt đau đấy nhở. Sama này. Ok, ra này cho human vào đó. 6 human vào đã này. Này ăn được quái ấy nhở. Sợ lọt quái. Không biết có ăn được không. Có cái thằng nào mà nó cứ sang nó soi tôi ấy nhỉ. Từ lấy giờ cứ sang ngó ngó. Không hiểu là ngó cái gì. Vậy à, round này chúng ta cũng chỉ có 10 quyển thôi. Chưa được 11 quyển anh em ạ. Phải cố gắng thắng một round nữa. Ở trong cái những cái round gặp người thì chúng ta cố gắng thắng một round nữa. Hoặc là sẽ phải đợi đến round 25. Nhìn cái đội hình này có giống mà thắng được không nhỉ? Khó ấy. Thôi giờ tiết kiệm tiền một chút. Tôi nghĩ là như này là chuẩn bị đánh chữ thua ở nơi rồi. Trông khá là khó chịu luôn. Lấy cái gì đấy? Thằng này chơi Sama nó khi lấy gương. Ok. Lấy hộp ma thuật thôi anh em ạ. Chả có cái món đồ gì lấy được. Thôi rồi. Tầm này chỉ mong là giữ được máu thôi, chứ còn cũng chả mong là thắng được round nào để mà kiếm được sách đâu. Khó lắm. Bắt đầu đối thủ, các đối thủ là bắt đầu mạnh lên rồi. Sáu bit kẹp mua ta này. Mua ta 2 sao. Không ăn được. Sáu bit kẹp ba hunter à? À. Trận này ra Saman hơi ít anh em ạ. Ra thiếu cái con Saman 1 tiền. Nó không ra. Đen thật. Chưa ra Saman 1 tiền mà cũng chả ra cọc. Hay bây giờ kẹp 4 đỏ vào nhỉ? Tiết kiệm tiền tí anh em ạ. Trận này về late game một khi vớ vẩn chuyển sang đỏ chứ chả phải Saman đâu. Cái bộ Saman là cái bộ nó phải ra sớm, phải đẩy sớm cơ. Chứ late game cái bộ Saman nó không được hưởng hiệu ứng của tộc hệ. Nó biến thì ở đây có 4 Saman thôi, không phải 6 Saman. Nên cái việc biến hình của nó cũng bị hạn chế, khá yếu. Khó. Tầm này bắt đầu là anh chưa thua đấy. Khó nhỉ. Úi giời, 3 con wizard một round. Thế thì có Saman rồi đấy. 6 Saman Fake à? 6 Saman Fake.
6 Shaman Fake này chơi thì cũng được, nhưng mà chả biết là có hóa kịp không hay là sồ đằng sau chết bố nó hết. Ok chưa? Cái này bị vướng mết không cho vào được. Rồi. 9 Warrior à? Chưa kịp hóa luôn anh em ạ. Chưa kịp hóa bay màu à? Cái thằng trên mỏng quá, chơi pha ke này không được. Phải kẹp cọc kẹp kia các thứ ở trên cơ thì nó mới hóa kịp. Cho con trưởng núi này cũng được này, cho con này vào tăng cơ tí. Để ở hàng trên nó dày dày chút anh em ạ. Saman chưa kịp hóa thì đã bay màu à? À, thằng này phải lên 10 anh em nhá. Quên đấy. Thằng này phải lên 10 thì chúng ta mới có sử dụng 11 quyển sách thì mới lên được 11 anh em ạ. Đến cái round quái 25 là kiếm một quyển sách nữa thôi là xong. Chứ còn nếu mà round này mà không lên 10 thì round sau là lại chết ốm đòn luôn đấy. Rồi. Thằng này chắc ăn được. Chơi Saman gặp ngay thằng Exit thế là ổn rồi. 6 Saman đây bạn ơi, ăn hộ cái được chưa. Exit gặp Saman như gặp bố luôn, mà đây còn 6 Saman nữa. Ok. Chơi 6 Saman pha ke ạ, thề. 53 máu nhưng mà lại ok đây anh em. Tầm này 53 máu thấy dư máu rồi. Rao sau tôi nghĩ là tôi sẽ kẹp 4 đỏ và 6 Saman thôi anh em ạ. À sorry anh em, 4 Saman thôi. Không chơi cái bộ 6 Saman nữa. Như thế chúng ta sẽ kẹp được thêm 3 mét vào. Và kẹp thêm được cả cọc nữa. Chứ còn chơi 6 Saman fake nó không mạnh đâu anh em ạ. Đã chơi là chơi 6 Saman thằng real thôi. Chứ còn nếu mà chơi fake thì ít ra thì cũng phải là fake 2 con wizard thôi. Chứ còn nếu mà fake bằng 4 con thì yếu lắm. Không ăn thua. Rớt này. Nếu mà chơi như này chúng ta sẽ có bộ gót. Kiếm con Grand Herat vào thay. Thôi roll này. Ui rồi bây giờ mới ra con này ạ. Đi Factor ra muộn quá rồi. Bây giờ có chơi ở đâu. Bây giờ có Wizard rồi. Kích gót kẹp với hai Wizard thì không có, không cần con này. Kiếm con Grand Herat vào thôi là có hai gót rồi. Dash the Breed. Round này có khi là phải lock lại. Tôi không muốn bán bất cứ con nào đi cả. Mấy con này tí nữa đều xài anh em ạ. Cái này tôi nghĩ vẫn ok đó. Đây có phải 6 Saman không? Cũng là Saman nhưng mà là Saman kẹp gấu. Đây à. Nào ấy. Nào ấy. Nào ấy. Nào ấy. 6 Saman anh em ạ. Ây à. Phải 22 máu. 6 Saman. 6 Saman Metalit. Đào. Bài này không ra con giả 2 nhỉ. Cay thật. Tôi nghĩ tôi sẽ đổi một cái đồ cam. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời luôn. Thế này khác gì rất hay đâu. Rồi đồ cho rất thôi anh em. Đây là coi như là chúng ta có một con rất hay rồi đấy.
Đấy, sắp đi rồi này. Exit. Exit thì ăn được đó. Chơi Saman chỉ thích gặp Exit thôi anh em ạ. Ok bạn ơi. Rồi xong rồi. Chơi Saman chỉ thích gặp mấy thằng Exit là được. Đây rồi, ôi rồi ôi. Rớt ba anh em ạ. À, quá là tuyệt vời luôn. Thế thì được quá nhờ. Thôi thế lại vô địch trong tầm tay rồi. Trong tầm tay chứ còn gì nữa. Bây giờ về cái đội hình gì cho nó ngon nhỉ. Nếu mà chơi ở level level 11 à. Level 11 thì chắc là 4 Saman kẹp cọc với như còn gì nữa đúng không. 4 Saman kẹp với cả 4 cọc. Hay là 4 Saman kẹp với 6 mét. Kẹp với 4 gót. Kẹp thêm được với cả cọc luôn. Một cọc thôi, không cần 4 cọc. Nhưng mà có 6 mét. Thế là ngon hơn. 6 mét ngon hơn đấy. Rớt 2 kẹp với 6 mét được giật cho đau. Rớt này không phải rớt 2 nhá. Rớt 3 anh em ạ. Ui dồi ui. Chỉ một giật thôi là coi con gấu nó bay màu anh em ạ. Dã man. Quá càng. Đây, vừa lấy đẩy 22 máu, bây giờ đẩy lại 2 máu này. Đối thủ lấy đẩy tôi 22 máu, bây giờ tôi đẩy ngược lại luôn. Rớt lên 2, khác biệt luôn. Mà đây là còn chưa có 6 mét đâu. Kẹp thêm với cả cọc này, bây giờ có cọc à. Trận này kẹp cọc vào đánh nhau với cái nhà beat. Warrior thì cũng cần cọc luôn. Quá ổn. Rồi từ từ để tôi xem là tôi chơi cái gì anh em nhá. Bây giờ thậm chí tôi còn chưa biết là tôi sẽ về cái gì cơ. Để xem đối thủ late game là con nào đã. Nếu mà gặp cái con gấu kia khả năng chuyển sang 6 đỏ chơi. Sama nó cũng không mạnh hơn là nhiều. 6 đỏ là kẹp được với cả 4 gót 3 mét luôn á. Rồi thằng này thì vô tư luôn. Thằng này thì chắc là đi luôn rồi. Thằng này chắc đi luôn rồi. Thằng này chắc đi luôn. Mua ta. Ây à. Tỉnh. Tỉnh thì cũng chết. 13 máu. Đây rồi. Gần như cái đội hình của tôi bây giờ nó cũng đã phải 9,5 điểm rồi. Thiếu con Khan nữa là nó là 10 điểm. Đồ là quá ngon rồi. Bây giờ là cần con Khan nữa thôi. Như này là 6 mét trước này. Tí nữa ra Khan thì thay vào sau. Khan thì nó sẽ là 4 cọc kẹp với cả 4 Saman đúng không. Rao này nếu mà đổi chắc là đổi thêm một cái món đồ cam nữa. Xem ra gì ngon không. Nếu mà đồ tím ngon thì thôi. Còn nếu mà đồ tím kiểu đồ đều thì chắc là phải đổi phát nữa. Hướng tới là cái bất diệt hoặc là cái hút máu. Hoặc là cái hack. Bây giờ chơi mết toàn đổi đồ cam thôi. Đồ tím chả dùng mấy. À đây cái RO được này. Đồ tím được có cái RO này chơi được. Rớt giật 2 lần. Thiếu một slot à. Phải mua con God of Light. Chưa có 4 gót anh em ạ. Chưa có dấu ấn thần thánh. Chưa có Khan. Bán một con đi để mua. Bán thì chắc bán con ách thôi. Thôi bán cái này đi. Tí nữa mà chuyển sang đỏ chúng ta ra Battleman mới chuyển. Như này đi. 4 gót 6 mét 4 Saman. Trả hơn kẹp cọc luôn. Kẹp cọc để mà làm gì khi mà rớt gậy xanh RO rồi anh em ạ. Lại còn kẹp với cả 6 mét nữa. Vào trận đấu 3 giây là chúng sinh bình đẳng rồi anh em ạ. Làm gì có cái cơ hội nào cho đối thủ mà dí vào hàng đằng sau được đâu. Khó lắm. Kể cả kẹp với cả cá. Kẹp hai cá làm gì ăn thua. Con rớt lại kẹp 6 cá chả sợ. Đồ này thì vô tư anh em ạ. Trời ơi anh em nhìn kìa.
Chỉ có là giật trúng hay không thôi, chứ còn nếu mà giật trúng thì nó bay màu. Đối thủ chỉ có thể là hy vọng vào cái việc là con rớt để giật trượt thôi. Rớt này cũng giật cũng hơi đen nhỉ. Này dồn đồ cho con du. Nhưng mà không phải bộ gót thì ngán gì. Bây giờ cái con này xoay nó vẫn nhận đam à? Thậm chí là còn nhận nhiều đam ấy chứ. Ra 32 rồi. Liệu rằng có kết thúc một trận đấu trước ra 35 không anh em? Xả tiền phát rồi nào. And overthrow the rule of evil. Bán luôn cái con này đi nhỉ. Thôi chả cần. Trò chơi kết thúc rồi anh em ạ. Làm gì chuyển được sang với cái bài khác đâu. Tôi nghĩ là đến round 34 là kết thúc trận đấu ấy. Hai round nữa là cùng. Mạnh quá rồi. 6 Saman gặp 4 Saman cũng phải bay màu đó. Nó rớt là bị hack anh em ạ. Ok bạn. Ây à. Đối thủ có cái gậy hack. Nhưng mà rớt vẫn giật được. Ui nhưng mà không có gậy hồi máu. Có một chấm máu ạ. Ui rồi ui anh em nhìn quả giật cơ. Đầy máu giật phát chết luôn. Quá dã man. Càng phết nhỉ. Đối thủ vừa có Six vừa có Silent. Từ từ nhá. Ở đây mua hai con này luôn. Thunder Spirit để kẹp được thêm cái bộ Spirit vào. Có gì tí nữa chuyển sang kẹp với cái bốn đá, kẹp với cái Warlock để chơi với cái thằng gấu. Rao này sẽ gặp bản chính của dễ thắng này. Rao trước ăn được đúng không? Rao trước là giật hơi đen, giật mãi với chúng con gấu. Xem rao này có khá khẩm hơn không nhá. Đấy con rớt của tôi nó bị sai lần xong nó còn bị xích nữa. Vẫn chưa tung một trưởng. Úi rồi. Anh rất ít khi tung trưởng. Và một khi đã tung trưởng thì không còn ai sống sót. Mẹ ơi, vừa mới nhấc cái tay lên ạ, à, cái con gấu bay màu luôn. Úi rồi. Một mũi tên này trúng hai con chim nhạo rồi. Double kill luôn ạ. À. Round cuối cùng một mình xử hai thằng luôn. Công nhận cái quả giật được thốn thật sự luôn đấy anh em ạ. Không có một chút mất máu nào đến từ người con gấu nhưng mà phun máu là bay màu. Rõ ràng là một con rớt ba quá kinh khủng. Kẹp thêm với cả 6 mét. Đấy anh em thấy chưa? Rõ ràng là bây giờ rất nhiều lineup có thể chơi được. Nhất là mấy cái bộ mà bắn trưởng mà con ví dụ con rớt này mà cầm gậy xanh thì đúng là vô địch tối thượng. Tôi nói thật. Bây giờ chính ra cái bộ mết mới là cái bộ vô địch anh em ạ. Khỏe là sự mà không ai chơi, thế nó mới điêu. Toàn thế chơi Exit thôi. Tôi cũng bó tay luôn anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn cái bên trái Thái Dương Hạng Sàn, một trong những siêu phẩm hay nhất của tuần vừa qua. Vô cùng kịch tính và căng thẳng anh em nhá, từ đầu đến cuối luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, lại một cái siêu phẩm khác, hàng phục chúa quỷ trong bộ ngũ long hóa hình nhá anh em nhá. Chúa quỷ 2 sao full đồ, cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.